quá dễ hơn. Em đang xéo quá, em đang xéo quá. Em xéo người á, em đang xéo đây. Làm đứng xéo nè em chạy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chút tắt tầm hơn tầm khoảng gần 3 tiếng, có chụp hình không? Có chụp hình mà chụp hình nó cũng không có rõ, không có đẹp lắm, nhưng mà thì có mấy ảnh chụp đó, có chơi luôn có rõ các bị bận đó. Rồi thì bây giờ vườn táo nó có trong khung sơ hồng quá đẹp, trong nước không cần nhỏ luôn. Thank you.